Đôi nam nữ từ Hậu Giang và Kiên Giang rủ nhau đến Bến Tre bẻ khóa, đột nhập vào một tiệm trang sức bạc, trộm hơn 8,5 kg, trị giá hơn 800 triệu đồng. Theo đó, chiều ngày 4 tháng 12, Út Em và Trúc Phương rủ nhau đến địa bàn tỉnh Bến Tre để trộm tài sản. Rạng sáng ngày 5 tháng 12, thấy tiệm bạc Thùy Linh, khu vực chợ Ba Vác, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc khóa cửa, không người trông giữ, nên Phương đứng ngoài cảnh giới để Út Em dùng kìm cắt khóa, đột nhập vào bên trong lấy trộm gần 8,5 kg trang sức bằng bạc, trị giá khoảng 800 triệu đồng rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Mỏ Cày Bắc và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bến Tre cùng công an các đơn vị có liên quan nhanh chóng xác minh, điều tra truy bắt thủ phạm. Đến ngày 6 tháng 12, cơ quan công an đã bắt được Huỳnh Út Em tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Từ lời khai của đối tượng, ngày 7 tháng 12, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trịnh Trúc Vương tại thành phố Rạch Giá, đồng thời thu giữ được tang vật và di lý về Bến Tre để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.